Chào các anh chị cùng các bạn. Hôm nay cùng mình xem lại cây mai của năm rồi nhà mình nha các bạn. Năm rồi mình mua được cây mai nụ nhiều và bông nhiều lắm các bạn. Bông và nụ nở tới ngày 15 rằm luôn đó các bạn, mà vẫn còn đó. Mỗi mùa hoa mai nở qua đi là mỗi chúng ta lại thêm một tuổi đời nữa các bạn ạ. Và cứ như thế, như là một bánh xe luân hồi, quay đi trở lại và quay đi trở lại. Chúc tất cả các bạn và các anh chị một ngày mới an lành, hạnh phúc, mọi sự như ý nha.